Xin chào tất cả mọi người. Video này xin phép cập nhật đến các anh về tình trạng và mức giá bán của dòng SW90, một mẫu loa súp điện của Yamaha. Dòng này thì có đường kính loa bass là 20 cm, và có một vài câu hỏi khách hàng thường gửi đến cho bass đó là các cái dòng súp bass 20 của Yamaha thì có rất nhiều loại, thì những cái loại mà úp đất với những cái loại mà nó có súp bass mặt trước như thế này thì nó có gì khác nhau? Thì video này bass mình xin phép chia sẻ ngắn gọn đến với các anh về cái trải nghiệm của các cái dòng loa này. Trước tiên thì xin mời các anh tham khảo về cái tình trạng của nó ha. Cái phần e căng trên dòng 90 này nó rất là khó cậy, cho nên là bác đã mở ra để sẵn ở đây cho các anh dễ xem rồi, tiết kiệm thời gian ha các anh. Đây là phần lưới của nó, toàn bộ khung này là bằng nhựa nha. Và các anh có thể thấy là lưới của chúng ta còn rất là đẹp, không có bị sờn thủng, và đương nhiên cái này nó là lưới nguyên bản nha. Cái này là khung của nó nè. Thì các anh thấy là khung của nó dày và rất là cứng cáp, đương nhiên là không có tình trạng nứt gãy gì trên này cả. Về phần thùng của nó thì chúng ta sẽ có toàn bộ vỏ bên ngoài được dán bằng simili chứ không phải gỗ lại nha. Và mình sẽ có kích thước tổng thể cho chiều cao là 48, chiều sâu của nó là 40 và cái bề ngang này là 26 nha các anh. Trọng lượng thì bác mới coi nhưng mà bác không nhớ rõ lắm, thì bác sẽ để ở dưới phần mô tả của video, các anh có thể xem phía dưới. Tình trạng thì các anh có thể thấy ở đây, chúng ta sẽ có cái phần nút hiệu chỉnh ở chỗ này. Và khi mà các anh đẩy cái phần e căng vào á, thì nhìn nó duyên dáng hơn rất là nhiều nha. Đó, có nghĩa là cái phần e căng nó vừa với cái phần mặt hiệu chỉnh luôn. Rồi, ở đây là phần loa bass của chúng ta. Cái này là loa bass với đường kính 20 và viền của nó là viền bằng cao su nhé các anh. Cái này là viền zin và còn rất là dẻo, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng được rất là lâu á. Cái này hoàn toàn là mình chưa có tháo ra nha. Lỗ hơi của nó cũng đặt ở vị trí phía trước luôn nha các anh. Trên cái bảng điều chỉnh á, thì chúng ta sẽ có một cái nút bật tắt nguồn này, một cái nút hai kết là để cắt tần số, và đây là nút chỉnh âm lượng. Thì dòng SW90 này nó sẽ đáp ứng được cho chúng ta một cái ngưỡng tần số âm trầm khá là tốt, thấp nhất là 23 Hz và cao nhất là 170 Hz. Thì đây là một cái dải trầm khá là sâu, và ở trong cái mức giá bình dân thì hầu như chỉ có sản phẩm của Yamaha nó làm được cái thông số này thôi. Ở đây các anh có thể thấy là đường nét góc cạnh loa súp còn rất là đẹp nè, kể cả cái phần mặt giữa luôn nha, cũng không có bị bong xi và cũng không có bị ẩm nở gì. Rồi, căn quan sát luôn ở phần bên này. Về mức giá bán hiện tại cho một cái SW90 với tình trạng đẹp, chưa qua sử dụng ở Việt Nam và có bảo hành 6 tháng thì giá của nó là 4,5 triệu nha các anh, và mức giá này không bao gồm tiền phí vận chuyển. Bác sẽ tặng kèm cho các anh một cái sợi dây AV dài 2,5 m, 3 m gì đó, để các anh có thể kết nối với cái dàn máy của mình. Tại vì thường thường súp thì mình không có để chung trên cái kệ, cho nên là bắt buộc mình phải cần một cái sợi dây nó có cái kích thước dài hơn. Đây là cái phần tải nhì của nó nè, cấp tín hiệu đầu vào. Cái này là nút đảo pha nha các anh, thì nó là hàng sử dụng nội địa tại Nhật cho nên nó để toàn bộ là tiếng Nhật hết. Đây là nút đảo pha nè, và đây là cái nút để chọn chế độ cho chức năng tạm nghỉ. Ở chính giữa là chậm, một bên là tắt và một bên là nhanh á, có nghĩa là cái thời gian chọn, thời gian tạm nghỉ. Đây là phần dây nguồn và chúng ta sẽ có một công tắc nguồn của nó. Dòng này thì nó sẽ có công suất tiêu thụ điện là 65W và công suất tối đa chịu tải là 100W nha các anh. Và đây là một cái ngưỡng công suất đủ để cho chúng ta đáp ứng trong những cái không gian phòng khoảng từ 20-25 m². Thì cái này có một cái chi tiết mà các anh cần nhắc, đó là cái phòng của mình tuy là 20, 25 hoặc là 30 m² gì đó, nhưng mà nó còn tùy thuộc vào cái độ đặc và loãng của không gian nữa nha. Ví dụ như là không gian của chúng ta không gian mở thì mình không có tính mét vuông được anh, tại vì nó thông tầng, hoặc là mình mở cửa lớn á, thì rất là khó để cho âm thanh nó đầy được. Thành ra là trong những không gian mở, các anh nên cân nhắc lựa chọn những cái mẫu súp mà nó lớn hơn một chút để chúng ta có được cái trải nghiệm âm sắc tốt nhất. Còn đối với những cái không gian mà gọi là không gian phổ thông á, nhà có cửa rồi không gian thoáng á, thì những mẫu súp này các anh nên khai thác ở cái mức khoảng từ 20-25 m² thôi. Rồi, tình trạng cái súp này rất là đẹp hả các anh, hầu như là không có gì để chê cả. Thì giải đáp về cái thắc mắc đó là những cái mẫu súp mà có mặt trước và những cái mẫu súp úp đất thì nó có gì khác nhau. Trên thực tế thì khi mà trải nghiệm á, thì bác thấy rằng là những cái loại súp mà nó có cái bass đặt ở mặt trước này, nó phản xạ cái âm trầm trực tiếp và mình nghe cảm giác như là nó có thể phủ kín được cho cái không gian của mình một cách tốt hơn. Còn những cái súp úp đất á, thì cái tiếng bass, cái tiếng rền của nó tốt hơn một chút xíu. Tuy nhiên thì cái sự thay đổi này nó không có nhiều các anh, nói chung là nó không có nhiều. Chủ yếu các anh có thể thấy rằng là đối với những cái loại súp úp đất á, thì cái bề mặt tiết diện của nó thông thường sẽ là hình vuông và nó sẽ chiếm khá là nhiều không gian. Còn cái súp mà mặt trước như thế này nè, thì nó làm cái hậu thùng sâu
Và đối với những cái không gian mà các anh đã bày trí những cái kệ tủ rồi, nó còn lại một khoảng hẹp á, thì các anh có thể sử dụng cái này. Tại vì cái bát nó đặt ở mặt trước và lỗ hơi nó cũng phản xạ âm trầm ra phía trước luôn. Cho nên là hai bên hông dù cho nó có bị kẹp hay là nó bị khuất chúng ta cũng không có ngại ha. Thì nó sẽ phù hợp với những không gian hẹp hơn. Đó. Còn chất lượng âm thanh thì theo như đánh giá của bát nó không có sự chênh lệch nhiều đâu các anh. Cho nên là các anh cũng không cần phải quá bận tâm về chi tiết này. Dòng này thì hỗ trợ chúng ta nghe nhạc, hát karaoke rất là thoải mái. Và hiện tại thì nó có mức giá 4,5 triệu như bát vừa chia sẻ với các anh. Mức giá này không bao gồm tiền phí vận chuyển ha. Nếu các anh có thêm những cái thắc mắc hay là nhu cầu gì liên quan, các anh vui lòng liên hệ trực tiếp giùm bách qua số điện thoại trên tiêu đề của video nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh trong các video lần sau ạ.